Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, trong cái video hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn mọi cái điều cần biết về một cái linh thú hút tài lộc cực mạnh, tri ân vàng bạc châu báu. Đó chính là tỷ hưu phong thủy. Vậy thì tỷ hưu phong thủy là gì? Tỷ hưu nó là cái con gì và có mấy loại tỷ hưu? Tỷ hưu hợp với cái tuổi nào? Và tỷ hưu màu nào thì tốt? Ai nên dùng được tỷ hưu? Và đang là thắc mắc của đông đảo rất nhiều người. Và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái phần thứ nhất, đấy là tỷ hưu là cái con gì và cái cách để phân loại tỷ hưu như thế nào. Quý anh chị thân mến, tỷ hưu hay còn được gọi là tỷ ngưu hay là kỳ hưu là cái loài linh thú có cái hình dáng vô cùng đặc biệt, đầu giống kỳ lân, thân giống gấu, toàn thân có vảy rồng, đầu có sừng, lưng có cánh. Điểm đặc biệt nữa là tỷ hưu sinh ra đã không có hậu môn, chỉ ăn vào mà không nhả ra nên là vàng bạc không bị thất thoát đi. Tương truyền thì đây là một trong 9 người con của rồng, thức ăn chủ yếu của chúng là vàng bạc châu báu. Chính vì thế mà tỷ hưu phong thủy được coi là cát thú hay là thần thú may mắn, với công dụng là kích tài, chiêu may, cầu công danh sự nghiệp, thúc đẩy kinh doanh thuận lợi và tránh tà hóa sát rất linh nghiệm. Những người làm kinh doanh tài chính thì rất chuộng sử dụng cái linh vật này bởi cái ý nghĩa may mắn của chúng. Và người xưa thì chia cái linh thú này thành hai loại với cái ý nghĩa và cái công dụng khác nhau như sau. Thứ nhất là tỷ hưu thiên lộc, thì cái hình dáng uy phong, bụng lớn, mông to, miệng rộng và đầu có hai sừng. Thức ăn của cái thiên lộc là vàng bạc ngọc ngà nên là ý nghĩa của nó là chiêu tài, bảo vệ của cải và giàu sang cho gia chủ. Và cái loại thứ hai là tỷ hưu tịch tà. Đối với loại này thì hình dáng dữ tợn, miệng luôn há ra bên ngoài, đầu có một sừng. Tịch tà chuyên hàng yêu ma, thu phục yêu quái nên là thức ăn của chúng là sinh khí của yêu ma. Do đó mà loài này chuyên hàng yêu ma, thu phục yêu quái, có tác dụng là hộ mệnh, trừ tà hóa sát, bảo hộ bình an cho gia chủ. Và quý anh chị thân mến, như vậy là trong video này chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn là tỷ hưu là con vật như thế nào và nó được phân ra những cái loại tỷ hưu, đây là những loại tỷ hưu gì, thì ở đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị như thế. Và trong cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn thêm một cái phần nữa về tỷ hưu phong thủy, đấy là cái truyền thuyết và cái sự tích của tỷ hưu phong thủy là như thế nào. Thì xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái video tiếp theo của tôi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.